Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Bootcamp đang rất đông và nhặt được súng trước tới từ game mình ích rồi, nhảy xuống bắn nhau ngay. Nhưng mà NBD lại gây đam vào người đồng đội của mình. Không sao cả, khi mà vị trí của NBD và Triple Seven đã hỗ trợ tốt cho nhau. IC Sport họ đang mất người. Vị trí của OneRenade có thể được cứu lại. Như vậy thì đội hình của IC chỉ còn lại một mình, đó là Kyo thôi. Bây giờ thì Kyo đổi được một, đổi được hai, đổi được Kyo. Con sâu kêu gạt gió ngay. Bắn nhau là cực kỳ hay ở những diễn biến đầu tiên của game thi đấu này rồi. Và giờ thì Kyo biết điều này. Kyo còn biết rằng là sẽ có người kèm lại bên đấy cơ. Và đây là dấu chấm hết dành cho Kyo. GameMinix giữ lại cho mình 3 player mà thôi. Khi những số điểm đã bị tuột khỏi tay ngay trước mắt. Nết được ném vào khu vực nhà của No Way Esports. Và ở ngoài nhà đang là Oletter. Có một tình huống công vào hay không đây? Chu đang kê lại ở ngoài. OVDT có cái bảng ghi hốt rồi. Chu đầu chu ơi, Void Invasion dừng lại vị trí top 9 khi mạng là dành cho khu vực Blue Zone. Giờ thì các thành viên của bên phía Team Oletter, Oletter mất mạng, đó là con phương kill tới từ Long Phi. VDT đổi mạng của Chu thành công, Long Phi tiếp tục KS thành công cái mạng của No Way. Oni hạ gục đi Lee Thủ, và đó là Unicorn Esports dừng lại vị trí top 8 khi các thành viên của Gaming X họ xuất hiện là cực kỳ kịp thời. Ở phía ngoài, còn đó là đội hình của bên phía Team No Way nữa cơ. Vâng, bây giờ thì BC10 TDZ hạ gục đi thành công Ricky Star. Và như vậy thì cái chốt chặn của No Way sẽ không còn là vấn đề nữa. Đó là vị trí của Long Phi cũng như là BC10 hạ gục thành công đi bộ đội của No Way. Nhưng có vẻ như họ đã không thể vào tiếp được rồi. Tuấn Z có mặt của Long Phi, TDZ Esports dừng lại vị trí thứ 5. Minh Quân cũng đang bị knock out rồi và cần phải được cứu lại đến từ những người đồng đội của mình. Unicorn Cyber đang có tình huống yếu máu ở đây và đang mất cả Minh Quân đi nữa. Sẽ khá là khó khăn như Unicorn Cyber. Trong khi đó thì Saigon Phantom cùng Unicorn Playgame vẫn còn lại một thành viên. Gaming X họ với 3 người có vẻ đang chủ động hơn rất nhiều so với Unicorn Cyber. Và họ anh ta có nhiều cơ hội, nhiều cơ sở để trả ra những cái phát đạn về phía Unicorn Cyber. Và như vậy là Alea cũng đã nằm lại bởi NMD. Gaming X tiếp tục có thêm một mạng gạt giò nữa. Tuy nhiên vẫn chưa tình huống confirm kill ở đây. 5 kill cho Gaming X 777 khi mà Unicorn Cyber Playgame dừng lại vị trí top 4. Đây là vòng phase thứ 7. Chúng ta còn 3 team thi đấu, 8 tuyển thủ. Và cái lợi thế vẫn đang gọi tên các thành viên của Gaming X. Họ đang bắn rất bay ở đây. 9 kill thi đấu rồi. Saigon Phantom cuối cùng dừng lại vị trí top 3 khi mà cuối cùng 77 cũng bắt được vị trí Emix và Minh Quân vừa nằm lại vị trí Dũng. Bây giờ thì con Cyber họ làm thế nào bây giờ cho các thành viên của Gaming X thôi. Đang chủ động hơn rất nhiều, thì một tát điểm tốt đến từ 77 thì Tuấn Z cũng bị gạt gió luôn. 10 kill cho Gaming X, killing spree. Và hai người còn lại đi con Cyber ngồi yên ở cái tảng đá đằng kia và không thể biết được chuyện gì xảy ra phía trước mình đâu. Thêm một người nữa yếu và đó là NMS. Có vẻ anh chàng này là mèo ú và cuối cùng người ta phải nằm lại rồi. Top 1 dành cho Gaming X với tổng 12 kill.